Lũ mạng xà chết tiệt, dám tới lãnh địa của bọn ta để trứng ở đây à? Hay lắm, ta sẵn tiện lấy của các người vài cái trứng đem về chiên bánh mì chấm xá xíu ăn mới được. Ê, có kẻ tới ăn cắp trứng của chúng ta, chết tiệt, mau trả đi, mau trả đi. Cái gì, tao không trả đó, thì làm sao nào, chúng mày định giết tao à? Dừng lại, dừng lại, tình người đầu bọt đi, bọn ta không thù không hoán với người, mà sao người là cắp trứng của bọn ta, mau thả con của bọn ta ra. Anh em, có hai con mãng xà dám đi sâu vào trong phạm vi của chúng ta, chém đầu bọn chúng nào. Vậy thì bọn ta sẽ liều mạng với các ngươi. Chào các bạn, game hay thế giới đang ở đây nè. Tôi sắp nở rồi, để tôi đập vỡ cái vỏ trứng chui ra ngoài cái đã. Ôi trời đất ơi, thì ra hôm nay tôi là một con mãng xà. Nhưng tại sao cha mẹ tôi lại để trứng ở nơi nguy hiểm này, để gặp những cái thứ người đầu bò khốn kiếp đó chứ? Hả? Trời, mẹ ơi, sao hai người không chịu ở trong hang ổ rắn mà để trứng, chạy tuốt ra đây làm gì vậy? Không lẽ hai người tò tí tè lén lút trong một mối quan hệ bất chính hay sao? Tôi kết quả ăn chơi quá, bây giờ cái bụng thè lè nên ra đây đẻ trứng à. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp. Rắn còn mới nở à? Thật bày quá, vẫn còn một cái trứng còn sống. Nhưng mà không như con nghĩ đâu, thế giới loài mãng xà chúng ta đang bị náo loạn. Cha mẹ phải bỏ quê hương để đi tìm thủ lĩnh mới. Nhưng mà tìm hoài vẫn chưa ra, thì gặp nạn ngày hôm nay. Hả? Con xin lỗi mẹ đã nghĩ xấu cho hai người. Nhưng mà còn cha đâu rồi? Không lẽ cha bị lũ người đầu bò đã bắt đi? Con phải đuổi theo bọn chúng, giết chết bọn chúng, trả thù cho hai người. Dừng lại đi con trai, cha của con đang cố gắng đánh đuổi bọn chúng ra khỏi đây. Con mẹ thì sống không nổi rồi, nhưng tuyệt đối con không được báo thù cho cha mẹ. Con phải cần làm một chuyện khác quan trọng hơn. Hãy mau đi tìm trưởng lão của loài rắn, bà ấy sẽ giúp con tìm được thủ lĩnh của mẹ xà. Nhưng con chưa bao giờ gặp bà ấy thì biết bà ấy ở đâu? Mẹ cũng không biết bà ấy ở đâu cả, nhưng bà ấy có hình dạng nửa người nửa rắn. Con mau đi tìm đi, để lũ đầu bò quay trở lại thì không hay đâu. Đi đi. Tôi vừa chào đời đã mang một trách nhiệm hết sức quan trọng của cha mẹ mình, để đi tìm thủ lĩnh mãng xà và mời ngày ấy quay trở lại hang ổ của loài rắn để thống trị cả dòng tộc rắn đang bị loạn lạc. Lại có thêm một con rắn dám mò tới đây. Hay lắm, buổi tối này ta có thức ăn rồi. Không hay rồi, sao tự nhiên ở đâu xuất hiện cái thứ gì gớm ghiếc thế này? Nó to quá, tôi không thể nào cuốn nó lại và cắn vào người nó được. Đau quá, đau quá, tôi phải bỏ chạy thôi. Chạy đi đâu cho thoát? Sao mà gian truân thế này, tôi biết bao giờ tìm được thủ lĩnh mãng xà nữa chứ. Hả? Nhìn kìa, phía trước là một sinh vật nửa người nửa rắn. Đúng rồi, mẹ của tôi có từng nhắc tới, đó chính là trưởng lão của loài rắn. Này, đây. Hả? Kỹ nào vậy? Thì ra là một con rắn con. Người muốn cô ta hả? Hay sao mà tới đây? Hả? Không phải, tôi không muốn lái máy bay bà già đâu, mà tôi thay mặt cho cha mẹ đã chết của mình đi tìm bà, để chỉ cho tôi chỗ của thủ lĩnh mãng xà, về giải cứu thế giới loài rắn. Vậy à? Nhưng mà trong người thật là yếu đuối. Hãy mau quay lại giết chết con quái vật đó đi, rồi ta sẽ chỉ chỗ cho. Được rồi, được rồi. Trời, trời đất ơi, nó mạnh quá. Giúp tôi đi, giúp tôi đi trưởng lão rắn. Thiệt là bó tay với người luôn đó. Người yếu gì mà yếu dữ vậy? Con đường đi tìm thủ lĩnh của loài mãng xà vô cùng khó khăn, mà ngươi như vậy thì đánh đấm cái gì? Tôi chỉ biết chọc gái thôi, chứ tôi không có biết đánh nhau. Mà chuyện đánh nhau hay để thủ lĩnh mãng xà đánh, chứ tôi đánh làm gì? Bởi vì ta không thể nào đi cùng ngươi tìm thủ lĩnh mãng xà được. Ngươi phải tự một mình vượt qua khó khăn. Nào, hãy tiến về phía trước đi, ta sẽ luyện tập cho ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Được rồi. Sinh vật gì kinh dị phía trước vậy? Tôi không đi nữa đâu, tôi không tới đó chiến đấu với bọn chúng đâu. Ngươi không có được rút lui, ngươi phải chống lại bọn chúng để trở nên mạnh mẽ hơn, thì ngươi mới có thể hoàn thành tâm nguyện cha mẹ của mình. Với lại mấy con rắn cái không có thích những kẻ yếu đuối như ngươi bây giờ đâu.
Được rồi, để tôi liều cái mạng này và tiến tới tấn công bọn chúng. Vâng, thưa các bạn, trên đường tôi vô tình gặp đúng được trưởng lão của loài rắn. Tuy nhiên bà ấy thấy tôi vô cùng yếu đuối, thế là bà ấy đã bắt đầu cho tôi chiến đấu với những sinh vật vô cùng dữ tợn. Mặc dù run cầm cập, tè ướt quần luôn, nhưng tôi vẫn lao tới và chống lại bọn chúng. Kết quả, tôi giết chết được một con đầu tiên. Tôi cảm thấy rất vui, rất tự tin và ăn luôn thịt của sinh vật này. Không ngờ thứ thịt của sinh vật này bắt đầu khiến cơ thể của tôi nổi cục, nổi u và cơ bắp cuồn cuộn lên. Người của tôi bắt đầu to ra giống như là tập tạ vậy. Wow! Trải qua một khoảng thời gian rất dài, tôi cũng thực hiện bài luyện tập càng ngày càng khắc nghiệt của trưởng lão rắn, thì tôi cũng đã lớn dần và trở thành một con mãng xà thật thụ. Lúc này thậm chí tôi còn có thể phun ra lửa nữa các bạn. Rất là đặc biệt, rất là đẹp mắt. Sau đó tôi cũng sử dụng khả năng sức mạnh của mình để tiêu diệt hết lũ quái vật đang hoành hành ở đây và hoàn thành tốt bài tập luyện của trưởng lão mãng xà đã đưa ra cho tôi. Chúc mừng ngươi, nhờ bài luyện tập của ta mà ngươi càng ngày càng lớn và khỏe mạnh đẹp trai đó nha. À, ngươi có muốn ngửi mùi rắn cái mà hơi lớn tuổi một tí được không? Ta cho ngươi ngửi. Cái gì vậy? Thôi, tôi đã nói rồi, tôi không có thích lái máy bay bà già đâu. Được rồi, tôi đã hoàn thành bài tập của bà rồi. Đến lúc bà chỉ cho tôi chỗ của thủ lĩnh mãng xà được chưa? Được rồi. Ta đẹp như thế này mà ngươi chê ta, đừng có hối hận nghe chưa. Công việc về địa điểm của thủ lĩnh mãng xà, hắn đã đến thế giới của loài rắn rồi đó. Ngươi hãy mau tới đó đi. Cái gì chứ? Trời đất ơi, uổng công bấy lâu nay tôi tìm hắn, cuối cùng hắn đã đến đó rồi à. Vậy tôi quay về thế giới loài rắn để làm gì nữa chứ? Tiên cơ bất khả lộ, người hãy mau quay về thế giới loài rắn đi. Chắc chắn người sẽ có vai trò quan trọng để thống nhất bình loạn thế giới rắn. Hả? Thôi được rồi. Tới mức này rồi, tôi không còn biết đi đâu khác, tôi sẽ quay về nơi đó vậy. Thế thì tôi cũng cấp tốc bò thật nhanh về quê hương xứ sở của mình, thế giới loài rắn. Hy vọng thủ lĩnh mãng xà mà cha mẹ của tôi đang tìm kiếm cũng đang ở đó và bình loạn được thế giới, trở thành thống lĩnh mới khiến cho loài rắn thật càng ngày yên bình. Lũ rắn tầm thường chết tiệt, các người không phục ta. Ta đã giết chết thủ lĩnh mãng xà rồi, từ nay nơi này sẽ thuộc sở hữu của ta. cái gì vậy? Thủ lĩnh mãng xà đã bị sinh vật năm đầu kỳ lạ đó giết chết rồi hay sao? Nhưng mà không được, dù không có thủ lĩnh mãng xà thì mình cũng không để cho thứ sinh vật này tàn phá thế giới loài rắn đâu. Mình phải dùng toàn bộ sức mạnh, dù có liều cái mạng này cũng phải cố gắng đánh đuổi được cái thứ gớm kiếp này ra khỏi nơi đây, cố gắng hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ mình. Dài. Cái gì vậy? Một con rắn con, ngươi đang cãi ngứa cho ta. Hắn mạnh quá. Hắn là thứ sinh vật gì thế này? Đầu của hắn cũng là rắn, nhưng cơ thể của hắn lại là rồng. Mình chịu không nổi rồi. Thôi chạy đi, bỏ tất cả, giữ cái mạng sống này lại cho rồi. Xin lỗi cha mẹ, tâm nguyện của cha mẹ con không thể nào hoàn thành được. Để bữa sau con bù cho cha mẹ hai con heo quay cúng đám giỗ nha. Đồ ngu, đồ ăn hại. Thế là tôi đã thật sự sợ hãi, hèn nhát và bỏ chạy. Trên đường di chuyển, tôi vô tình bò qua một cái hồ, nơi đây tập trung rất là nhiều con rắn hổ mang. Ôi trời đất ơi, tại sao bọn chúng lại tập trung ở đây chứ? Nhanh kia, chúng ta có thủ lĩnh mới tới giải phóng cho chúng ta rồi. Hả? Thì ra đây là những thành viên rắn tội nghiệp đang mắc kẹt bởi thứ sinh vật năm đầu khổng lồ đằng kia. Nhưng mà xin lỗi các bạn, tôi chỉ là một con rắn bình thường mà thôi. Do tôi luyện tập nên người của tôi bự như thế, chứ tôi không phải là thủ lĩnh mãng xà. Không nhầm lẫn đâu, chắc chắn anh chính là thủ lĩnh mãng xà tới đây để giải cứu cho chúng tôi. Bởi vì thủ lĩnh trước đã nói với chúng tôi như vậy. Hả? Nhưng mà tôi yếu lắm, tôi không đánh lại sinh vật năm đầu ở đằng kia đâu. Nhưng khoan, thủ lĩnh lần trước đã bị đánh bại, rồi ông ta bỏ đi đâu rồi? Ông ta chết ở đằng kia rồi kìa. Nhưng mà ông ta kêu chúng tôi ở đây bảo quản thân xác của ông ta, rồi sau đó chờ anh đến đó. Chỉ cần anh ăn thịt ông ta thôi, anh sẽ có một nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Lúc đó anh thật sự trở
không thể nào. Tôi không phải là thủ lĩnh mãng xà đâu. Tôi chỉ là một con rắn bình thường mà thôi. Chắc có lẽ các bạn nhầm rồi đó. Chúng tôi chắc chắn là anh mà. Hình dạng cơ thể và tính cách của anh đúng như những gì đã được miêu tả. Hãy mau ăn thịt của thủ lĩnh mãng xà trước đi. Làm ơn, chỉ có anh mới giải cứu chúng tôi thôi. À, được rồi, được rồi. Tôi sẽ thử. Nếu thật sự tôi là thủ lĩnh mãng xà, tôi sẽ cố gắng bảo vệ nơi đây và trở thành một vị minh quân mới. Trời đất ơi, người của tôi trở nên khổng lồ rồi. Wow. Chúc mừng thủ lĩnh đã tái xuất. Xin thủ lĩnh hãy bảo vệ con dân của thành đấng. Được rồi, được rồi. Các bạn cứ yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng đi xử lý cái sinh vật năm đầu rắn hình rồng kia và bảo vệ nơi này, giữ cho nơi này mãi mãi tốt đẹp. Chết tiệt, đến lúc ngươi phải cút ra khỏi nơi đây rồi. Cái gì vậy? Lại có thêm một con rắn khổng lồ nữa à? Nhưng lần này chỉ có một đầu thôi à? Ngươi làm sao mà có thể chống lại ta? Cầm mồm ngay, thứ quái vật. Ngươi sẽ không bao giờ đạt được mong muốn đó đâu. Ta đại diện cho ý chí của tất cả các loài rắn ở đây, đại diện cho mong muốn của cha mẹ ta, tiêu diệt ngươi, bảo vệ nơi đây thật yên bình. Người nói thì nghe hay lắm. Vậy thì hãy nhận lấy những con sấm sét của ta nè. Chết đi, thú rác rồi. Ta chịu được, ta chịu được. Ta không đầu hàng đâu. Đến lúc ngươi hãy nhận lấy sự phản đòn của ta. Hãy coi ngọn lửa bốc cháy từ trong miệng ta có thiêu đốt được ngươi hay không. Chết đi. Tôi đã làm được rồi. Tất cả thần dân, tất cả các bạn, cha mẹ, cuối cùng con cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của mấy người rồi. Lúc con sẽ trở thành thủ lĩnh mới, thủ lĩnh mãng xà tuyệt vời, bảo vệ nơi này mãi mãi. Vâng, và đó cũng là toàn bộ cái hành trình tôi từ một bé rắn nhỏ xí và vô tình trở thành thủ lĩnh vĩ đại, thủ lĩnh mãng xà nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.